Mời cả nhà trở lại với Đàm Nguyễn Family, cuộc sống ở Mỹ cả nhà. Thì hôm nay là ngày Giáng sinh thì Đàm Nguyễn Family xin mời cả nhà ly rượu chào mừng Giáng sinh. Merry Christmas cả nhà. Merry Christmas Cả cả nhà mình. Cheers. Như cả nhà dùng với mình luôn ly rượu này nha. Rồi. Oh, good one. Ngon quá. Cả nhà ơi, thì hôm nay vắng bà ngoại. Vì bà ngoại bị cảm rồi, thành ra bà ngoại nói bà ngoại xin cứu. Và sẽ gửi quà cho bà ngoại sau nha cả nhà. Thì hôm nay không có gì vui bằng. Thì Kim thì không có gia đình nhiều đâu. Đó, nhưng mà chung vui với cả nhà mình á thì trong lòng mình rất là vui. Mà thậm chí bây giờ đó là Kim sống trong cuộc sống là chỉ có nhìn những gia đình có đầy đủ ông bà cô bác cha mẹ, và Kim là người á giống như là xin vui ké ở cả nhà, thì coi như là đại gia đình hãy chấp nhận mình và cho mình ké nha. Rồi cả nhà. Mời cả nhà. Hôm nay gia đình mình không có làm cái tiệc tiệc mặn cả nhà, nhưng mà là tiệc ngọt đó. Ăn bánh rồi ăn trái cây rồi uống rượu nho để mà đón mình Giáng sinh. Tại vì hôm nay là bé Hân ngày mai vẫn đi làm, không có được nghỉ cả nhà. Ngày mặc dù là lễ nhưng mà bé Hân tại vì vừa học vừa làm nên không có được nghỉ. Cái lý do thứ hai là bà ngoại cảm nên ở nhà của mình cũng không có tổ chức tiệc mặn, nên thôi mời cả nhà dùng tiệc ngọt chung với gia đình nha. Rồi bữa nay bây giờ cũng nửa đêm rồi, sáng ngày mai là cũng ăn chay nữa, cái gì cũng vậy, tình cảm là trên hết ha. Mời cả nhà cùng dùng. Mời cả nhà. Mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Còn 1 tháng 12 hả? Đúng rồi. Còn tháng là đúng một tháng là tới rồi hả? Tháng cuối của tháng cuối của năm Hợi, năm tới năm Tý à? Không, tháng 11, mùng 1 tháng 11. Mùng 1 tháng 12 chứ bậy bạ. Tới cuối tháng rồi mới qua năm mới. Trời ơi, cả nhà thấy không? Chứng tỏ là già rồi đó. Lãng xả cho cả nhà. Bắt đầu là lẫn đó cả nhà, lẫn lần lần đó. Cô coi biết hát coi. Ở nhà ấy có cò miếng miếng là thế được không? Miếng miếng first Christmas. First Christmas in this family. Đúng rồi đó. Bé miếng miếng là một thành viên. Một thành viên. Một thành viên là coi như là vô gia đình Đồng Nguyễn Family cả nhà. Coi như là một cái tiệc Christmas đầu tiên ha. Rồi, rồi, xong chưa? Thì bé Hân thì ở đây Giáng sinh đó cả nhà, thì giống như là trong gia đình tặng quà cho nhau để làm những cái kỷ niệm vui của gia đình, vui vẻ thôi. Đó, những cái món quà. Coi như là trên bàn mình giờ là có bánh bông lan nè cả nhà, với lại cái kem này là kem kem gì không, trà xanh của Nhật cả nhà, với lại nho rượu. Mời cả nhà dùng với gia đình mình ha, coi như là hôm nay mình chung vui coi như đại gia đình đi ha cả nhà ha. Rồi đứng nè bạn, con để đổ bể đây nè, con muốn mở cái của hai chú không? No. Con mình xích ra đi con, để không trao quà cho má mẹ không chấp nhận hả? Mình xếp ra đi. Đây này. Đây là ăn để cho má mẹ ăn xong con. Ăn dùm luôn anh. Quay, 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 quay. Ở đây là lúc còn quay đó. Công của bé Hân. Gối rồi mở cũng là bé Hân. Đâu mở luôn má mì. Đâu mở rồi, cho má mì. Rồi bây giờ để coi coi là cái này quà này của ai đây? Của má mì. Không, ai cho má mì? Thì gia đình. Ờ, gia đình rồi, gia đình cho anh. Coi như là chào mở quà là coi như là cả nhà đều coi mua cho mỗi thành viên đó cả nhà, thật ra là không phân biệt của ai cả, ai cho ai cả, mà là
chung một gia đình cho mỗi người một phần quà, có gồm có cái gì? Đâu có, cũng có người ta cho người mấy bạn bè có hết nhũ ai con muốn đời cho mấy người thì đó là cũng là gia đình, ý mẹ nói là cũng có quà của bên ngoài nữa, quà của hàng xóm, quà của bạn bè nữa. À, wow, sao mà chặt dữ vậy? Rồi lấy con dao không? Cái mũi kéo nãy đâu con? Rồi để cô lấy con dao đi. Còn đứng lên không? À, đây coi gồm có cái gì nè cả nhà ơi. Để coi có cái gì nè cả nhà. Đây, tăng 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 tăng. Mình có được một cái áo. Đẹp không cả nhà? Wow. Cái áo tuyệt vời cả nhà ha. Đó, mình có đồ mới rồi cả nhà ơi. Đồ mới rồi. Cái áo. Đang giao à? Cái gì vậy? Lại là thêm một cái áo nữa cả nhà ơi. Món mày đi Việt Nam mà. Cho nên là bé Hân cái sắm quá trời luôn cả nhà ơi. Mặt mệt mệt xỉu luôn. Đó, thêm một cái nữa. Rồi, cái gì nữa đây? Áo luôn. Áo luôn cả nhà ơi. Mấy người được đi chơi lại được ưu tiên nữa ta. Không có gì. Vậy là nam ai mình phải đi chơi hả? Để mình được có đồ chứ. Được đi chơi còn ưu tiên có nhiều đồ nữa. Rồi. Rồi. Áo tiếp tục. Wow. Nhiều vậy ta. Mày về Việt Nam giặt hơi mệt à. Giặt tay rồi giặt. Wow. Áo gà tay á hay là giặt máy? Còn nó cứ biết. Cái này là máy. Máy giặt nhẹ thôi gì? Máy giặt nhẹ. Đây. Áo cả nhà ơi. Đầm xình. Còn nữa hả? Trời chuyện gì nhiều vậy? Nhiều quá vậy. Nhiều quá cả nhà ơi. It's to be spoiled. Đặc biệt. Tại chắc lẽ mình khóc nhiều quá cả nhà chứ cái mình khóc nhiều. No, because mommy a good girl. Ôi trời, khóc mommy good girl. Mommy khóc nhiều, mommy buồn, mommy khóc nhiều, mommy good girl nữa, hai ba thứ luôn. Khóc nhiều quá. Khóc nhiều là phải cho quà nhiều đó. Giờ đòi quà phải khóc rồi hả? À, đòi quà khóc. Trời nhiều quá luôn cả nhà ơi. Cái nhiều quá vậy. Cái đó là gia đình mua cho mommy đi máy bay thoải mái. À, thoải mái. Ấm nữa ha. Không có bị lạnh nè cả nhà. Này là mặt ngon lành. Vụ này khiếu nại nha. Đó cả nhà. Đẹp quá đi thôi. Không. Rồi. Vô. Còn gì nữa? Vô tiếp hả? Vô. Ai có quà phải uống. Có quà phải uống. Ôi trời ơi. Cái gì kỳ hết trời. Vô. Có quà thì khỏi uống. Thì có này mất kia chứ muốn hết đi. Muốn hết đâu có được hả? Cái này là con mình. Có con gái rượu rồi. Dạ. Con gái út đó hả? Út cái hả? Oh wow. Wow. Quá sướng cả nhà ơi. Trà cả nhà. Bé Hân biết mình thích cái loại trà này á, cho nên bé Hân mua là rất là ngon. Kêu là Jasmine Pearls là cả nhà. Ngon lắm luôn, thơm, bát ngát luôn. Đây, đây cả nhà. Tiếp theo. Trà đó uống là bị ghiền đó cả nhà. Cái này là cha tặng nó mày đó. Cha tặng cho nó mày. Tiếng ồn trong đêm nha cả nhà. Wow, đó mình lắc kỹ không? Yeah. Cái này á, cái này á là coi như là nguyên một hộp nè cả nhà. Cái đó cho món mì trang điểm. Đây cầm nè. Trang điểm mình thì đây cả nhà. Đó gồm có mascara nè, rồi đồ phấn nè, tẩy trang nè, son nè, vẽ mắt rồi má hồng rồi coi như là kính thưa các loại luôn.
Kính thưa các loại luôn hả? Đó là lắc kỳ lắm, còn một cái duy nhất luôn á. Ờ, biết cái giá tính bao nhiêu? Mua cho món này 400 mấy chục đồng nữa. Wow. Mà xeo xuống chứ không phải mình trả với con đó. Hả? Tự động hả? Tự động bớt hả? Wow. Làm khôn nữa. Sao nhiều lắm khôn quá vậy? Wow. Wow. Này là gì trong đây có da? Mở cái nắp da coi. Wow. Wow. Món này nhớ không? Hả? Cái perfume món này mua đúng rồi, cái mùi mẹ thích nè. Dạ, nên con mua cái case cho món này, cho món này bưng theo Việt Nam. Wow, đẹp quá. Cái chai này là cả nhà có cái vỏ bên ngoài để bỏ vô mà nó bị cấn, nó không có bể. Hay ghê á, bá Hân nó mua nè. Cảm ơn con gái, cảm ơn con gái. Con nó có một cái vỏ cho món này bỏ vô bớt nè. Cảm ơn con gái, rồi cảm ơn người cha kính yêu của bé Hân hả? Rồi đây, wow cả nhà, món này thơm cho một đời luôn. Trời ơi, cả nhà Chanel cả nhà. Bây giờ nói là món mì thơm cho một đời luôn á. Rồi cái này món này nè. Wow, wow nhiều quá vậy. Cảm ơn cô Hương, cái này cô Hương hả? Wow, cái này nữa sao nhiều quá vậy? Tại vì không tắm mà. Món đây nè, xịt vào thơm thì khỏi tắm, đỡ tốn nước. À, cả nhà, D&G cả nhà cũng một loại dầu thơm dễ thương. Đó. À, bây giờ mình phải nói một câu nè. Handmade. Đó. Đây là không con. Người à, cả nhà coi. Cả nhà cái này là thùng quà của con đưa lên con bắt nước cái người cháu mà của Kim Ali với Dan ở bên cháu Nhật. Trong mơ luôn đó, đó là gửi qua quà Giáng sinh cho cả gia đình luôn đó. Mà cũng mới nhận được hồi trưa cả nhà, hồi trưa bưu điện đem tới cho ngay ngày quá trời, chừng đựng lọc sát hai con ngay ngày luôn ha, sát còn lủng với dưới Kim Ali đổ quà ngay ngày luôn á. Nó chìm vô tay, cái tay. Whoa. Yes. I love cat. Đây, đây, dạ. Nói có hai nói gì? Merry Christmas to my lovely family. Đọc quá. Đọc là tiếng Việt luôn. Cà có cái Molly. Đọc tiếng Việt sao? Thông wow, 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 đẹp quá vậy. Wow, ở đằng sau hai nói gì vậy con? May your days be filled with happiness and fortune. Vui vẻ, hạnh phúc. Vui vẻ, con nói lớn lớn nha con, nó nhỏ quá. Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Nhà nghe không được. Rồi, cái đó mà coi tiếng Anh là phải dịch ra tiếng Việt nha. Gia đình, lâu rồi mình chưa ăn với nhau, uống với nhau, với cười với nhau. Với celebrate. Chúc mừng nhau. Chúc mừng nhau. Bên Nhật là làm Đen với chị hai miss mình nhiều á, miss nhớ gia đình nhiều, nhớ gia đình nhiều á. Đen với chị hai không có chờ được để gặp gia đình, để gặp gia đình dạ. Xong á, life cuộc sống đã lấy chị hai với Đen đi qua Nhật rồi. Mà trong trái tim á thì cũng nghĩ tới gia đình. Cảm động quá cả nhà ơi. Nuôi con lớn lên để chờ con đó cả nhà. Trong đây á là chị hai với Đen á muốn gia đình ăn uống mấy cái đồ ăn bên Nhật với mấy cái quà bên Nhật. We wish you a very merry and warm Christmas and New Year. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật ấm áp và năm mới vui vẻ. Rồi. Kim dễ khóc lắm nhà ơi. Cả nhà gửi lời cảm ơn hai đứa con nha. Wow, đúng rồi cả nhà, cái này quà đẹp quá trời nè. Hey, 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 hey. Wow.
xin cho cái giấy, cho cái giấy. Con chừa lại cái tay nữa nha. Cái này cho cha, cái này cho má mì nè, đem đi chị hai. Đây, những phần má mì nữa hả? Má mì nhiều quá vậy. Đồ ăn cho gia đình. Đồ ăn này, là đồ ăn của bên Nhật cả nhà. Đồ ăn. Đồ ăn nữa. Đồ ăn không? Đồ ăn nhiều quá. Bánh giống như bánh bánh của xăng nè. Đồ ăn. Bánh chăm. Đồ ăn. À, cái này bánh gì không biết. Kẹo. Kẹo. Cái nhà nghĩ đi, kẹo sống là... Kẹo ở này giống là trái dâu là... bên trong cả nhà. Không thiếu đồ ăn cả nhà, không thiếu gì. Nhưng mà có cái là có người chị nghĩ tới mình, dù cho cục kẹo mình cũng thấy vui cả nhà ha. Nên thường là Kim rất là quý bánh, chanh, chanh luôn. Cái món quà nhỏ nhỏ chọn cái kem ba lì với lại đem gọi quá. Cái này không biết gì cả nhà ơi, chút nữa mình tháo ra mình biết. Wow. Ồ, cái này là gì vậy ta? Con ơi, con sẽ khám phá cho mẹ đi. Lấy ra không giải phần nó cho nó còn không? Cái này cho... Hả? Hả? Của ai gắn nói? Ồ, con ơi, mẹ biết rồi. Ồ, cả nhà ơi, cái này là bé Kimberly Kimberly với lại Dan á, muốn Kim cái gì nào thử máu DNA. DNA á cả nhà, để coi là mình gốc gác mình ở đâu á cả nhà. Coi ông già mình đâu. Nè đưa cho cả nhà coi. Ờ cái này là cái để thử DNA. Đúng rồi. Đây nè cả nhà. Cái để thử DNA nè. Sẽ nhìn theo cái trong đây người ta chỉ mình làm gì mình sẽ làm đó. Rồi đó cha. Rồi. Thì giờ... bây giờ kiếm xong rồi, giờ tới nếu đó. Mình sẽ nhường ngôi cho người khác. Okay. Rồi. Không còn ngoài đó đi ngắn. Ngoài đó đi con. Nè nè, cái này trước nè. Cái này là cái này là ở cái chỗ cây xăng mình làm lì xì hai tờ hai tờ 200 cả nhà. Công phu quá trời. Cảm ơn con. Mình nghĩ đến cha. Cảm ơn hai đứa nha. Biết cha là thích mấy cái khôi collection. Thì mỗi cái gì là để đồ để kỷ niệm ha, để giống như là chơi đồ cổ á. Collection tiếng Việt kêu là cái gì ta? Giống như đồ cổ á. Sưu tầm đồ cổ. Sưu tầm. Sưu tầm đồ cổ cả nhà. Sưu tầm. Cảm ơn hai con hiểu ý cha. Nó chơi vậy, con gia đình. Con gia đình. Lâu lòng lại.
Đây, gia đình nó cho một cái áo chuẩn bị cho mùa hè. Wow. Thế này này. So pretty. Lát về kìa. Harris. Oh. Đó bạn trong hãng. Cái này là bạn đồng nghiệp. À. Wow. Cảm ơn bạn. Cái này con này của bé Hân. Wow, bé Hân nghĩ vậy. Để nằm xuống rồi, để nằm xuống rồi. Đúng, đưa nó đi hết. Để nằm xuống rồi, nó đi ra rồi. Đây, bé Hân cho cái phát phạt đi tập thể dục. Bác hai của cha ghê quá. Cảm ơn con, đó lâu lắm rồi con. Cái này cũng đem chị hai này. Này của... Hay là đôi vô cái họ. Rể, với con gái ở bên Nhật. Trời gì đây làm cũng mà mè quá. Wow. Wow. Cái đó là bỏ mấy cái đồ vô đó. Bỏ mấy cái tà đồng tiền ra. Mấy cái đồ sưu tầm vô. Trời, cái này cũng con. Wow. Con gái gì? Làm gì có nhiều tiền vậy? Hả? Con cũng có nhiều tiền mà con đi đi mồ đọc sale. Đi mua đồ giảm giá rồi nè. Black Friday. Trời ơi. Sau lễ Thanksgiving là ngày lễ giảm giá của toàn nước Mỹ cả nhà. Cháu nó đi mua. Tranh thủ mua. À, biết không có nhiều tiền. Good job. Tranh thủ mua biết không có nhiều tiền nữa không? Đúng rồi con, có nhiều tiền mình cũng phải mua vậy thôi. Đỡ tao mình được cái gì mình xài qua cái chuyện khác. Phải thông minh. Phải thông minh. Good job. À, ông bà xưa mình hay nói đó, ông không biết tính đi lính suốt đời đó. Wow. Mấy cái quần ngắn để đi tập thể dục. Wow, nhiều vậy. Wow, nhiều quá vậy ta. Về kia này là tập 24 tiếng luôn. Chăm với bà ngoại luôn á, có ai thắng. Này của con nữa hả? Cũng con luôn. Dữ vậy. Gái quýt mà. Kéo. Wow, khôi. Cha rất là thích mấy cái này. Không biết con mua. Vậy mấu có biết đâu, về già nó trông nó lên giá. Đã. Về già lên giá đã cả nhà ơi. Dạ, cái này là chơi đâu biết được. Thôi xôi ơi, đúng rồi. Đi, 2 đồng, 3 đồng luôn. Wow, có đôi nó trông kìa được. Phải không? Donald Trump cái gì con? Yep. Donald Trump nè cả nhà, đồng tiền. Đây cả nhà. Không biết cha thích. Yep. Thích cái màu cam. Màu vàng. Bây giờ tới cô Hương phải không? Dạ, cô Hương lên. Lên vàng. Rồi, tới cô Hương. Già thấy còn ham vui lắm cả nhà ơi. Cô Hương, cô còn ở đây không con? Mày qua ai? Cô Hương nè. Qua ai tạ? Ai? Ai? Không, em nó muốn lên. Em muốn lên với cô Hương. Mở quà hả con? Mở quà hả? Bé cô còn quá hả, tranh đua cả nhà ơi. Để
Anh Đu với Hương mở quà. Ủa bé Min Min đâu rồi? Bé Min Min nằm trốn hả? Đây nè, đâu ra? Đây. Bé nằm gầy đó Hương. Ồ, nằm đó hả con? Đây rồi. Đang với lại Kim Hoa Lầy. Để cái gì đây? Để cái gì đây? Đúng không? Hôm nay con nó để gì nè? Cái gì thế đây? Wow, cái đồng hồ nữa ta. Này là gì hả không? Ồ, cái ly uống cà phê cả nhà ơi. Của Kim Ali với Đen gửi tặng. Cảm ơn Kim Ali với Đen. Làm nhìn hay quá ha. Cái này là quà của bạn đồng nghiệp trong hãng tặng luôn. Mình coi cái vỏ ly uống cà phê là sao không mở ra, đâu có thấy được gì đâu. Của bé Hân. Wow, bạn, đồng hồ Senko. Một chai rượu nữa cả nhà Stella. Cảm ơn. Nằm xuống đi, để nằm xuống. Còn cái ly, Hiếu cứ mở cái ly đó ra coi là sao. Ông cái ly bên kia. Ly cái ly nãy hả? Để nằm xuống. Để vậy cái nó giờ nó chùm vướng kem hết phải không Dung ơi? Giúp đỡ đi. Wow, cái gì bự dữ vậy? Cái gì bự quá nè con ơi. Wow, một cái nồi. Wow. Đúng tâm trạng của đồng biết. Thêm một cái nồi nữa là nấu đồ ăn nữa cả nhà. Của đồng biết. Wow. Cái nồi này á cả nhà là. Wow, cái ly gì ngộ vậy đó? Wow. Ủa hộ vậy? Không, cái đó là có gì là con? Hả? Lấy được. À, cái này không biết gì. Ô, chắc cái đồ để đèn cày. Phải không? Để đèn cày bên trong nè. Nó để nước á. Để nước hả? Để nước hả? Để lát nghiên cứu coi. Nghiên cứu đi. Rồi, ở đây là cái nồi của ở nhà tặng mình nè cả nhà. Cái này là tại vì Hương mơ ước là được 2 cái. Tại cả nhà biết không, mình hai cái nồi vậy, một cái mình nấu đồ mặn, một cái mình nấu đồ ngọt thì nó sẽ không có cái mùi đồ ăn nó dính chung với cả nhà, mình thích vậy á. Trời, cái nào nó đi vậy đó. Cảm ơn cả nhà. Không chút chi. Rồi. 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 Tiếp tục nữa hả? Wow, cái vụ này nó hơi thấy nó hơi căng căng. Có cái muỗng nữa nè, cái muỗng bằng cây nữa nè. Là gì đó? Để nghiên cứu, để nghiên cứu. Đúng rồi, cái ly ấy, nhưng mà mình không biết là... Wow, cái nhà ơi, một cái iPhone Pro Max. Phải nghiên cứu nữa chứ biết xài giờ chết liền á. Rồi. Rồi cái này cũng đen với chị hai nè. Kim Ali với Đen. Nhỏ nhỏ xinh xinh, trời ơi, ngồi vô công phu thiệt luôn á. Đồng bì công nhận nó công phu, bà ná na thì nó chết. Bà ná na. Của kho mà nè. Cái chai này chai gì vậy con? Ôi chắc để bỏ vô cái đồ. Bỏ vô cái đồ cho nó thổi cho thơm cả nhà. Cái mùi thơm để mình bỏ vô nó thổi lên ở nhà mình nó có cái mùi thơm đó cả nhà. Cảm ơn Kim Ali với Đen. Rồi xong chưa? Cái con. No, cái này có con Hương. Nữa hả? Hương chưa sống. Nhiều hả con? Có còn mày ở đó mà không ché gì.
quần. Áo cái này gia đình. Áo gia đình. Áo thun. Gia đình. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Này là bảo đảm mình biết gì luôn nè. Tại rất là dễ biết nha. Tại mình thích á hả, xíu xíu mỗi năm. Mỗi năm mấy hơn. Nó đều tặng mình cái này hết trơn á. Ở trong phòng á, mình lúc nào cũng treo cái quần này nè. Con này con có cổ. Đây cả nhà cái lịch. Có mình mấy chú chó. Cảm ơn con. Con nè. Nhỏ. Cái này con đã rồi. Giấy gói thành cá ở trên thế nào. Vậy kinh tế Mỹ mới lên được nha. Không chạy cảnh hoài làm sao mà lên nữa. Cắt cho nông rồi nha. Làm luôn. Wow. Wow. Đại sao cuốn quần có túi đằng sau nè. À đúng rồi. Wow, wow. Sao kiểu sao? Rất là đẹp cả nhà. Nhìn cái giống đái lắm nè. Này cái ông đó hồi xưa hồi đó hay mặc mấy cái quần vậy đó cả nhà. Cảm ơn nha, tạm biệt mọi người. Vui ha. Cái này để mình đi Việt Nam mình mặc nè, ngồi máy bay rồi thoải mái lắm. Đúng rồi. Rồi. Một cái nữa. Một cái nữa. Nhiều hơn quý quá vậy ta, cũng chịu mất hơn tội nghiệp lắm, nó lặn lội đi tìm phải lo về mới có phút ăn con đồ ăn. Wow, áo quần nữa ở nhà, ở này của nhà tặng nè, nhiều dữ vậy ta. Ở nhà không đi chơi được cái quà đó mà. Rồi một cái nữa. Coi chừng rung máy. Rung máy nhẹ, đừng để sát lên nữa đi. Wow, rung máy. Cái này mình cũng thấy đó rồi mà không rài, tại mình chưa có tiền để mua đó. Cái earphone để nghe điện thoại ở nhà không dây mà coi như là cảm ơn cả nhà, trọt xuống nước là không được có sao hết luôn á nha. Rồi nào của cô còn đâu con, được cái gì cho nên là giá hơi bị cao. Cô này của con, này của cô nào lắc. Ừ, chị Hân tháo ra cho con đi. Của con á, nước quá đi, lấy cái kia thử đi, cái con còn cái bịch nữa. Wow. Look, what is this? What is this? Ủa, cái đó là phải của em, phải không? Nát có mềm mềm nữa. Wow. 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 Áo là cái nào? Đẹp thế ha. Món đậu. Mommy a little angel. Mặt con là hả? Thiên thần của mommy hả? Đúng rồi. Thiên thần nhỏ đó. Nè, con mở này ra đi. Chị cho con cái này nè. Không wow. Này ngon rồi nha, lát mình thử nha. Đây quà của con nè. Ok rồi, giờ mình đi xuống nha, cho chị với Minh lên nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Đi xuống đây luôn cho ăn. Rồi tới Hân với Minh đi. Nè của Hân. Đây của Minh đâu? Của Minh đâu? Minh đâu con? Nào của Hân. Minh của con đây con. Con lại đây với như Hân đi con, đi. Cái mi. Rất oh, good boy. Quá dễ thương cả nhà ơi. Dễ thương không cả nhà? Tại vì nhiều khi có giống như mình chia sẻ với mấy con thú cưng của mình nó cũng vui cả nhà. Nhà này coi á hả, chó mẹ cũng như nít vậy cả nhà ơi. Dễ thương lắm.
con phải đợi con phụ đời đợi con bé này có nhiều người you smell that you smell that look at the filet nghe con cái dao là nhúng nhà con có còn đây đây rồi còn cái gì nữa không rồi cái này của con cha mua cho con đây nè con có còn cái pass thì snowboard ừ. Cái đó là mắc nhất đúng rồi nó không thấy được đó cả nhà nghe cái Hồng nói không là tự nhiên Hiếu mới mua cho cái Hồng một cái món quà kể như là để mình đi giống như là snowboard đó cả nhà đi trượt tuyết đó. Bằng trên tấm ván đó thì mình phải đóng một cái kêu gọi cái gì cái boarding pass giống như là mình phải kêu bằng mình trả theo cái kiểu giống như là một cái mùa của nó vậy đó cả nhà là 600 đó chứ hả 647 đồng 647 đồng cho 4 tháng hả con đâu cho 5 đến 4 tháng đâu có 4 tháng rồi một mùa có 4 tháng một mùa là 4 tháng mùa đông đó cả nhà thì là 600 yeah. Tại vì mỗi lần mình vô tới 100 lần thì mình đóng một lần thì nó tiện nó lợi hơn áo đó mình mua cho con đi đi trượt tuyết áo này mặc không có ướt cả nhà không có ướt cái áo mấy cái loại này nó đắt tiền lắm á cả nhà thì nó không có bình thường nó không có... như là những cái đồ khác đồ cũ Yeah. Đồ ngủ em áo áo lạnh có nón lại mỏng thôi mình mặc nha mùa thu thôi còn cái này nữa đây này ủa còn cái quần con đâu I don't know cái thùng này là làm gì làm đó ngon lắm thùng này là thùng gì vậy ta không biết nữa à bí mật á wow nhẹ thôi nhẹ thôi biết thùng gì cái nhà ơi ngon không Wow. Wow. Cái quần. Wow, một cái quần nữa. À, cái quần để mặc là không có ướt luôn á cả nhà để đi chợ tiết mà. Quần này cũng không ướt luôn. Nói chứ chơi cái môn này á sắm đồ cũng mất tiền lắm á cả nhà. Còn người dài rồi còn dài rồi tay còn kiến nữa. Nó kiến Google á. Nón nữa. Bé Hân thì tự mua cái tấm ván cả nhà. Bé Hân nói là trách nhiệm của bé Hân là mua đó. Ngồi xuống đi con. Ngon không? Con thích ăn cái đó không? Vui không? Ừ. Việt Nam rồi. Cái nón này nón này thấy... cho mẹ mượn mày về Việt Nam mày đổi. Cô thấy có cô thỉnh thoảng nó có bán đó nha con. Đó gì vậy? Nón. Đồ đồ rớt rồi con. Rớt con ơi. Có cô có bán á. Cái này snowboard nó làm cho giống như món mình đụng đậu nó có cái bảo vệ.
Thank you. I think for chị Hai. Đó, còn mấy cái của Kimberly là sau lưng này nhỏ nhỏ nè. Nó cái đó của ngoại. Cái nữa là của con. Cái nữa của con này phải không? Yeah. Uh-huh. Wow. Con nói lớn lớn con, nó nhỏ quá vậy. Nóng quá. Nóng, tại có cái đèn nè. Nóng, tranh thủ đi. Con này của ngoại. Tranh thủ và tranh thủ đó. Yeah. I love when she has some jewelry. She buys the best. Hai gửi cho con đồ trang trang sức hả? Mm-hmm. Coi gì vậy? I don't know. Wow, đẹp vậy. Dây chuyền hả con? Như là có dây chuyền không? Dây chuyền. Wow, đưa cho nhà coi kìa. Dạ, nhà dạ, lúc mà. Đâu? Làm sao? Đây, đây con làm cho. Cái này là đôi bông. Đôi bông như kia. Đôi bông với dây chuyền cả nha. Nó làm mỏng manh đẹp quá rồi, người Nhật họ làm nè. Mừng quá, mừng quá. Đó, còn mấy cái này gì đây? Rồi mấy cái này là người ta cho gia đình. Cái này con lấy này trước nè, cái này là của một người bạn của ở nhà mình cả nhà. Ở tiểu bang Idaho cũng cách đây khoảng 2 tiếng lái xe. Bạn người Mỹ, bạn người Mỹ, bạn thân lắm. Đó lúc trước là nói chung là cổ ở đây, bây giờ cổ mua đi tiểu bang khác. Gửi quà tặng gia đình Giáng sinh. Đây vợ chồng con cái cháu ngoại hả. Kim and Boone, all your lovely family, we want to wish you all a very Merry Christmas and Happy New Year. We miss you all so much and hope to see you soon. Love everyone. Nói sao nói cái gì nói sao đưa cạc cho nhà con. Chào cả nhà. Chào gia đình đó. Chào gia đình. Chào cả nhà. Gia đình đó nhớ gia đình mình và mong sẽ có một ngày gặp lại gần nhất đúng không? Spicy pumpkin muffin mix. Thank you, Connor, family, everyone. Cái này để cái bột làm bánh nha nha. Rồi, cảm ơn Connor. Cái này ai vậy? Cái đó là bạn trong hãng. Cô với cha. Thương hiếu. Cái này của cha. Wow. Wow, cái ly Starbucks đẹp quá cả nhà. Cảm ơn my friends. Cái này của cô Hương. Rồi, cảm ơn my friend luôn. Starbucks luôn. Cái này của ai vậy? Cái đó của cha, cây xăng. Cây xăng tặng quà cho cha. Mở luôn ha. Mà chưa cái này là gì nó dư không? Cái này là
khác có đưa cái nhà đó, cái bột để làm bánh. Dạ. À, bột cái bánh hả? Dạ. Oh, spicy pumpkin. Muffin mix. Wow, áo trái so much, okay. Hôm nay, Kỳ. Love you, guys. Thank you. That's awesome, Jack. Yeah. Nice. Make it look cute. Rồi cái này là của cả nhà có nhớ Judy với lại Marine hàng xóm thân thương của mình ở nhà để tặng. Với lại cái này. Double black whiskey. Đây nữa là con của Judy với đây cả nhà ông già chống gậy. Wow, đó dữ rồi. Awesome. Chúc mừng nha. Love so shine bright. Hương Kim and Hương, we are delighted to. Mình Hiếu á, Hi viết lộn á. Hương Kim mình Hiếu. Dear friends and neighbors, we are very blessed. We wish you a very Merry Christmas. Nói sao? Nói là gì? Cảm ơn, like, they're happy to be our friends and our neighbors. Thank you, Judy and Marine. Judy. Merry Christmas to you guys. I love you guys. Can I We love you guys. Kẹo cho kẹo. Này của Jessica, bạn bạn học của hai nè, bạn học của Kimberly. Yeah. Gửi tặng gia đình. Oh yeah. Bánh không đi vào đúng không? Đây, bánh đây. Wow, thiếu như còn một cái của bạn nữa đây nè. Oh, it's just này của bạn của cái xem cho. Oh, đưa là nó sẽ đi cheese candy. Wow cái này đây là đóng cái hộp lại để thay cho cái này là kẹo nè cả nhà. Cheese candy ở nhà cái hiệu kẹo này nổi tiếng lắm ở Mỹ này. Mà nói chung rất là ngon ở nhà đây. Cái tên đi. Cái người đàn bà này là họ là chủ mà lâu đời lắm, bây giờ họ mất rồi. Tới cái đời của con cháu. Rồi cảm ơn thanks Jessica family. Love you guys all. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you guys. Who's this? Nó của con mà. Oh, from Jessica. Yeah. More lotion and socks. University of Utah, it's so cute. Cái này là của bạn cha ở cây xăng tặng. Còn này ở hàng xóm sát bên nhà. Quay ngược lại, ngửi đầu. Bánh cúc kỳ. Của hàng xóm. Rồi. Mùa Christmas là xong rồi đó. Xong rồi đó, giờ chuẩn bị đón giao thừa New Year. Đón giao thừa New Year hả? Rồi, bây giờ nói chung là gọi lại cho mọi người coi sơ qua đi ha. Sơ qua cái rồi bắt đầu cái mình cùng một cái cùng mình một chia tay cả nhà, video cũng khá dài rồi. Dài dữ đó. Đây cả nhà ơi, bây giờ bãi chiến trường bắt đầu trở thành bãi chiến trường cả nhà ơi, tùm lum luôn. Đúng là không biết kêu hơn gì, giá trò xe cát biển đông. Bãi chiến trường phải không? Đó hả? Rồi. Ở nhà thấy không? Dạ, chú mèo nằm dưới kia. Bé cô cồ đây. Mọi người cầm một ly rượu đi rồi. Đây nữa nè cả nhà. Kim Lì mua thì li tí tùm lum ha. Mẹ sắp qua tới rồi mà con mua một chi nữa không biết nữa. Không thấy được. Cả nhà ơi, thì video đón mừng Giáng sinh chia sẻ niềm vui của gia đình cùng với đại gia đình của mình.
rồi mở quà thì cũng là cái tục lệ của ngày Giáng sinh để có thêm niềm vui, nhân đôi niềm vui. Thì một lời nữa thì đại gia đình của Đồng Nguyễn Family kính chúc đại gia đình của mình một ngày Giáng sinh thật nhiều niềm vui, sức khỏe tràn trề và lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ ấm áp bên gia đình của mình nha cả nhà. Xin mời đại gia đình. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ đến tới mọi nhà nha cả nhà. We love you all. Cheers. Đây, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Gặp lại. Thương cả nhà thật là nhiều.